Sa thu lần thay Uttamang ghe na quan đề hằng ba đa pan sum qua ruột ta măng buốt thế vô kali tô đô sô buốt thô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hằng thầm măng cha đu quý thầm quá rằng thầm mê vô kali tô đô sô thầm mô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hằng sẵn khăn cha đu quý thô ta măng sẵn khế vô kali tô đô sô sẵn khô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính nhân biết đến nhà ngài từ bi để phúc chúc cho hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay. Siraṃ me buddha se thu sa re buddho cha đắc khi ne va mạng se mộc lan la nô pu ra tô bi đắc tan tây yang bạc khi me ma ma a nan đô khi na sa va cha tôn đi sa sa măng ta lô ca ba la chi in đa đê va sa pram ma ca e te sang a nu va we nes be phát giáo bát đa hoa anh ca anh ta ra ya pi pi na san tu a se sa tôn đức Phật ngự trên đầu vai mặt xa lợi Phật vai trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích đấng phạm thiên vô oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Suvatthalattho suvitto varunaho bodhassa sane arogo suvitto hoi saha sabbe nyati pi satthalattham suvitta varunaha bodhassa sane aroga suvitta hoi saha sabbe nyati pi te arthalattha suvitta varunaha bodhassa sane aroga suvitta hoi saha sabbe nhà tiết liên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Akasa tha cha vum ma tha de wanaga mahitika bunyang no anu mo dang tu chi dang sắc khang tu sa sa năng. Akasa tha cha vum ma tha de wanaga mahitika bunyang no anu mo dang tu chi dang sắc khang tu sắc tha khe. Akasa tha cha vum ma tha de wanaga mahitika buôn nhân nô a nô mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nô mô đăng tu chi đăng ta khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nô mô đăng tu chi đăng ta khăn tu nô sa đà chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thương ngữ rõ thông mỗi đều lòng vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu
Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tăng ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cấm măng ca ta bằng ki đi văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se. Du ga tăng ca tăng ye sa ta say ni no a ti ye san ta a say ni no ca tăng bún nhăng pha lăng. Sắp về bà ghi bà quanh tù tê dê tăng ca tăng sư quý tăng đình năng buôn nhập ba lăng mây ya. Dê sân ta na cha năng ti đê qua gần tòa ni quê đánh sắp về lô ca hi dê sân ta chi quanh. Ha ha re hê tu ca ma nụ nhăng phô cha năng sắp về la phần tu ma ma sê sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nay na đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng. Cũng trời đau lợi phở nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bất trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con ngồi hướng nhân bang, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được đầy lại đêm hồi hướng hiện nay, khắp cùng mà chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mãn trường, xin thao phước báo cung dường hỏa thanh thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tí năng hồ tứ xu khi tà hồn hồn nhà ta dồ. Y đăng vô nhà tí năng hồ tứ xu khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đăng vô nhà tí năng hồn tứ xu khi tà hồn tu nhà ta dồ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Trời Đế Thích Tứ Đại Tiên Vương, chư thiên ngự xung quanh ngôi chùa Ngọc Đạt và chư thiên ngự chung quanh ngôi dung Phật giáo Nam Tuyền Theravada và chư thiên ngự chung quanh ngôi nhà của chúng con. Xin các ngài tùy hỷ với cái công đức này và được xin được cho được an vui, và xin hãy mách bảo đến tất cả thân bàn quyến thuộc nụ ngồi hai bên của chúng con đã quá vãng, hằng mong cho các vị ấy được an vui. Và dạ, con cũng xin hồi hướng đến cho chị Nguyễn Thị Mai. Dạ, chỉ là huynh trưởng của đoàn Phật tử Khama ở Tam Bổ Tự, vừa mất cách đây 3 ngày. Xin cái phần phước mà chúng con đã làm hôm nay để xin chia phước đến cho chị, và cầu mong chị ở dưới cảnh nào cũng được an vui. Y đằng quá tà vô buồn nhằn đà nằng à sa quá khá già và hồ tú. Xin cho sự phước thiện chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm nơi ngài. Và xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và lần thứ nhì và lần thứ ba. Và thời gian cũng vừa phởi lẽ, và con kính dâng mít đến cho ngài để ngài cho chúng con học bài học hôm nay. Thì con cũng không quên rằng là cái sự làm phước thí của chúng con, phước báo chúng con xin kính dâng lên ngài, hằng mong cho ngài được tránh khỏi mọi điều bệnh hoạn và được an lành và sức khỏe để dìu dắt chúng con trên đường học đạo. Nam mô Bụt Thầy. Và con cũng không quên chia phần phước này đến cho tất cả chị nam tín nữ ở trong cái rung Phật giáo Nam Truyền cũng như ở ngoài, xin tránh được mọi rủi ro để được an lành trong mối sức khỏe. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy nha, Nam mô Tam Bảo nha, Nam mô Sằng Khai nha. Trước tiên kính lễ chư tôn, chư đức tăng, trong những ít nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam chính nữ,
Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn 3 của bài Từ Bi Kinh. Và trước khi học bài này thì xin phép quý vị sẽ lễ bái tam bảo trước ha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh dữ là quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh dữ là quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh dữ là quần sinh. Tăng Araha Di Cô Nặc Sang Vô Tăng Bồ Đăng Si Lạc Sa Nam A Mi Tăng Cha Bồ Đăng Ni Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Chạy Nhà Mi Hồng Giới Phật Nhiệt Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Phát Thành Diệu Bậc Trường Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn trong đời. Tăng Xoa Khai Tai Đi Con Nạc Sẵn Vô Tăng Thâm Măng Xí Lạc Sả Nam Ma Mí Tăng Chà Thâm Măng Y Mê Hít Sắc Ca Rê Hi A Phi Phùm Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Khẩu Dạy Lìa Danh Ngôn Giấc Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Na Đệ Ngộ Giấc Nhiên Hoác Nhiên Liễu Tường Đạo Vô Thường Đến Rồi Thấy Rõ Hướng Thực tâm trí nhân từ ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân diệu màu tăng sa hình ta đi con nạc sân vô tăng sân khăn si lạc sa nam ma mi tăng chà sân khăn nghi mê hít sắc ca rê hi a phi phu chà gia mi bậc diệu hành khinh văn quốc tử bậc trực hành pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hành tăng già bậc chân chánh hạnh Giữ tòa Thế Tôn thành đạo quả bốn đôi tấm chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điềm thế gian thế thành đạo thế gia sa quan đa mỹ do nhờ quả đức của chư Phật do nhờ quả đức của giáo pháp do nhờ quả đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Hôm nay ngày đầu tuần, chúng ta sinh hoạt tùy duyên, có nghĩa là theo sự yêu cầu của quý vị. Mà hôm nay chúng ta học bài Từ Bi Kinh ha. Nhưng mà trước khi học bài Từ Bi Kinh này, tùy duyên tức là đụng đâu sâu đó. Sĩ Tâm Phương với nickname Đạt Lê ha. Trong khi hồi hướng á, thì chúng ta vào hồi hướng đọc sao cho nó thống nhất, tức là cho nó rõ một chút. Bởi vì khi mà nghĩ đến thân của mình, của Mai, một huynh trưởng của gia đình Phật tử khi mà tại Tam Bảo Tự một người thân của mình nằm xuống mà khi hồi hướng cái câu khí đăng vô nhà tì năng hô tú su khí tà hôn tú nhà ta vô Sư Thông Phương còn đó không? Khi mà quý vị hồi hướng á thì quý vị phải đọc cho rõ ha. Thân bằng quyến thuộc nhân bậc ân nhân nhân bậc hữu ân ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của chúng ta thì chúng ta phải đọc cho nó rõ cái phần này ý đầm vô nhà tì năng hô tu số khí tà hồn tu nhà vô
À quý vị nhé ha. À, sinh nhật Quỳnh ơi, bây giờ đưa cái câu mà hồi hướng này, bởi vì thấy quý vị đọc ở chỗ này á, khi mà chúng ta mà đọc nó sai, nó không có chuẩn á, thì cái vấn đề này xin lỗi, mình nghĩ đến người ta, mình đọc cắt tay người ta làm sao? À, thì, nhưng mà bây giờ cái tùy duyên có nghĩa là cái mà miệng liền thấy sai là chỉnh liền. À, chúng tôi chỉnh không phải là lấy cái tư cách của một cái người mà xin lỗi mở cái room này ra để rồi làm khó quý vị, mà chúng tôi muốn cho quý vị đọc sao mà không phải riêng người Việt Nam mình nghe, mà những người Phật tử trên là nước này nước kia nước nọ, nhưng mà phải ly là chuẩn thì chúng ta phải đọc cho nó chính xác ha. Ý đăng vô nhà tì năng hô tu su khí ta hôn tu nhà ta vô. Alo, chị Nhật Quỳnh ơi, còn nhớ câu không, hay là quý vị nào còn nhớ câu này cứ viết lên rồi chúng ta ôn cái câu này chứ, bởi vì khi mà phần ngồi hướng chờ quan hệ quan hệ, bởi vì thật sự ra chúng ta hay đọc câu này mà chính Đức Vua Kim Bích Sa đó, ngài cũng đọc cái câu này. À, chính vị vua này đã đọc cái câu này đến cho thân bằng quyến thuộc của mình, mà thân bằng quyến thuộc của mình trong 91 kiếp, từ cái kiếp này đến kiếp kia kiếp nọ, qua những vị Phật này vị Phật kia vị Phật nọ, thì những cái ngạ quỷ, những cái chúng sanh đói khổ, bà con của Đức Vua Ba Sê Na Đi, Đức Vua Bình Sa Vương đó, mới đến hỏi vị Phật đó. Vị Phật đó nói chờ vị Phật sau sẽ trả lời, rồi vị Phật sau nó hãy chờ vị Phật sau nữa, chứ không phải là nó gặp Đức Phật Vô Tầm Má mà hỏi đâu. Chắc là đi từng giai đoạn và 91 kiếp người ta trông chờ mình hồi hướng cho họ, mình là thắng bằng quyến thuộc. Thì cái câu nói một giọt máu đào hưng ao nước lã, hai chỗ cũng là hôn tú hả? Ở trước hình như chữ hô tú, ở sau mới là hôn tú nhé. Ở trước là hô tú, ở sau là hôn tú, nó phải vậy không? Hay là hai chữ đúng là cái câu sinh nhật Quỳnh á. Dạ, với đầu là hô tú, bởi vì chữ ý đăng là ít, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi nè, rồi bà con của chúng tôi là hôn tú nè, nha tá vô là hôn tú nè, còn mà thân bằng quyến thuộc của cá nhân mình đó là hô tú. Ở đây một cái động từ đó, nhưng mà nó chia ra hai vế, vế số ít, vế số nhiều ha. Quý vị hoan hỷ ha. Hai câu, hai vế có một cái dấu phẩy đó, chúng ta thấy rõ ràng ha. Cá nhân thì hô tú, mà đại chúng số nhiều là hôn tú. Quý vị hoan hỷ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Điều chỉnh cho
lên. Ra ra chút về chút về chút. Bởi vì đây là một cái đoạn nó ngắn ha, nhưng mà nó có một cái ngắn nhưng mà có giá trị mà chúng ta thường đọc. Và cái đoạn này có ý nghĩa thế nào? Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Nguyện thân nhân vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ủa, sao mà nghe rầm rầm? Alo, quý vị nghe rầm rầm là sao? Cho tiếng Việt ha. Phần tiếng Việt coi như đối với cái đoạn này. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời. Nguyện thân nhân qua phần đức này được thọ sanh lạc. Cái câu này bộ hay ha. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Nguyện thân nhân quá vãng rồi, chứ giờ mà anh viết được cái câu đầu. Rồi câu thứ hai, thượng hưởng công đức này. Câu số 2, thượng hưởng công đức này. Rồi, thượng hưởng công đức này ha. Rồi, câu số 3, được thọ sanh lạc cảnh. Được thọ sanh lạc cảnh. Đây là cùng tâm chất. Được thọ sanh lạc cảnh. Thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Rồi. Rồi, Kim Nhung thiếu cái câu mà nguyện thân nhân quá vãng. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Rồi, xà thủ. Tuyệt vời. Khi đăng vô nhà tì năng hô tu su khí ta hồn tu nhà ta vô ha. Ý đăng vô hay nô ở đây ý đăng vô ha. Ý đăng vô nhà chứ không phải nô nghe. Ý đăng vô nhà không phải nô. Alo, nghe lại ha. Ý đăng vô nhà tì năng hô tu su khí ta hồn tu nhà ta vô. Ý đăng vô ha. Rồi bây giờ cái này rồi đưa lên tiếng Việt luôn. Rồi ý đăng vô nhà tì năng hô tu su khí ta hồn tu nhà ta vô. Quý vị thấy rằng cái câu đầu á cái chữ ý là một, chữ tú là hai, đó là hai đoạn âm. Chữ ý là một, chữ tú là hai. Chứ phải quý vị thấy chỉ có hai đoạn âm mà trường âm nó là chữ đăng, chữ nô, chữ nha, chữ ti, chữ năng, năm giờ chữ hô nữa, sáu trường âm mà chỉ có hai đoạn âm. Cho nên cái câu này á, quý vị thấy rằng chúng ta đọc chậm rãi, hồi hướng mà. Thì chúng ta phải đọc chậm rãi, từ từ, với cái sự tôn kính. Bởi vì mình dâng cái phước này đến cho ai? Cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại, hai bên, rồi thân nhân, ân nhân, những bậc hữu ân của mình. Thì quý vị thấy rằng một cái sự tôn kính. Mà với sự tôn kính như vậy thì chúng ta phải thể hiện cái tấm lòng của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Mình có thành tâm hay không?
Y đăng vô nhà tỳ năng hô tu xúc khi ta hôn tu nhà ta vô. Chúng ta đọc lại ha. Y đăng vô nhà tỳ năng hô tu xúc khi ta hôn tu nhà ta vô. À, nếu mà quý vị đọc mà nhà ta vô là không phải là bà con quyến thuộc ạ. Chỉ nha tá là nó khác à. Mà đây là nha tá vô. Nha tỳ năng ha. Nha tỳ năng. Cái gì? Thật sự không không nghĩ ở đâu. Cái gì đây Sư Thiện Vũ à, Sư Thiện Vũ có cái vấn đề gì? Chị nô của chúng tôi. Ở đây chữ vô thì chúng ta cứ đọc chữ vô đi. Còn muốn nô hả? Nô là không làm sao? Rồi họ nói qua chữ nô là đang có họ thắc mắc gì ghét nữa làm sao? Thôi chữ vô đi. Sao vô tú có dấu chấm? À, dấu chấm là phần ở trước, là phần của chúng ta. Phần ở sau là những người thân bằng quyến thuộc. À, cũng là thân bằng quyến thuộc, nhưng mà thân bằng quyến thuộc này là thân bằng quyến thuộc có nội cái đó, tức là của chúng ta này. Cho nên chịu vô hô tú tú là nha ta vô người ân nhân này, những bậc hữu ân này, thân bằng quyến thuộc ở đây cũng có thể nói là bên nội ngoại cũng được vậy. Thì bây giờ coi như khi mà hồi hướng câu này ở trong ở ngoài à, tức là bên nội bên ngoại, những người hữu ân, những bậc ân nhân của chúng ta cũng nằm trong này hết á. Xin lỗi, nguyện thân nhân quá vãng à, thân nhân ở đây tức là những người họ gần gũi với chúng ta, họ gần gũi với chúng ta không phải là bà con, mà họ gần gũi trên cái tình bạn lữ cũng là thân nhân của chúng ta, họ có ân của chúng ta cũng là thân nhân của chúng ta. Thì bây giờ nói chung chỉ nha tỳ năng nha tá vô là thân bằng quyến thuộc, thân nhân hữu ân cái gì mà có liên quan đến chúng ta thì gọi là nha tỳ năng ha, hoặc là nha tá vô. À, bởi vì sao? À, trong trí chúng mà tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, tỳ nam, tỳ nữ à, thì Đức Phật ngài nói một câu, nếu mà chúng ta làm phước để mà coi như tạo một cái thiện pháp để chấm dứt cái vấn đề sinh tử luân hồi này bằng những cái pháp ba la mật, nhất là bố thí. Chúng ta bố thí mà tự mình bố thí không kêu gọi người khác thì cái phước sẽ đến với chúng ta đơn độc, quạnh quẻ, cô đơn, hiu quạnh, làm những cái vị chư thiên mà gọi là chư thiên cô đơn. Còn mà nếu chúng ta làm phước mà chúng ta kêu gọi những người khác, những người khác họ hoan hỷ với sự phước thiện đó, mà họ chung nguồn đóng góp một người tay một chân ít nhiều, nghĩa là kẻ công người của ha. Rồi khi mà kẻ công người của nó thành một đại sự phước thiện đó được tròn đủ thời kỳ của Đức Phật thì thấy mỗi người chung nguồn, người thế này người thế kia, mà trong khi làm phước như vậy một đại thí mà thiếu môn mật ông một cuộc đại thí mà thiếu có môn mật ông, và người mà họ cầm mật ông họ đi bán họ đem tới cho bà con của họ thì được người ta mua, bởi vì trong cái đại thí mà thiếu món đó thì cái đại thí nó thiếu cái hương vị ngọt ngào. Và họ mua từ một đồng cho tới 1.000 đồng tiền vàng một cái tổ ong. Nhưng mà khi cái người mà nông dân đó nghĩ cái tổ ong này nếu mà đem bán thì giá chỉ cần 1 đồng thôi, mà tại sao mình làm eo để coi cái ong này ông mua làm cái gì mà ông lên giá dữ vậy
khi mà trả tới một đồng, 1.000 đồng tiền vàng á, thì ông đó mới nói, ủa, bộ ông cận này gấp lắm hả? Cái này có quan trọng gì? Cái giá chỉ có 1 đồng thôi. Nhưng mà tôi thử ông mà tôi hỏi bao nhiêu, ông lại nói tới 1.000 đồng tiền vàng tôi cũng mua. Vậy thì ông mua làm gì? Thì cái người thí chủ đó nói, tôi mua để trọn vẹn trong cái phước thí là cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, thiếu cái mật ong này. Ồ, ong này chỉ có 1 đồng, lên tới 1.000 đồng tiền vàng. Người ta với cái tâm vậy mà mình còn keo kiệt bổn sáng cái gì nữa. Đó, cái này chỉ giá có 1 đồng tiền vàng thôi. Ồ, cái tâm người ta bao la tuyệt vời, không phải là họ lo nghĩ cá nhân của họ, mà họ nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến cái phước. Thế bây giờ người ta nghĩ phước mà mình bổn sáng keo kiệt làm gì? Thôi, cho tôi buồn phước, không lấy một xu. Nhưng mà cái mật ong đó lại quan trọng trong cái buổi đại thí. 1.000 đồng tiền vàng không lấy, mà hoan hỷ để mà làm phước. Thế bây giờ cái ông kia, ông á, kêu gọi, ông là chủ lễ ha, nhưng mà cái người nào hoan hỷ trong đó thì trong tương lai cũng là nhà tỳ nằng, nhà tai vô, cũng là bà con quyến thuộc với nhau. Mỗi người, mỗi lớp, mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà. Cái thân bằng quyến thuộc ở đây chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta tạo thiện sự cùng một lý tưởng, cùng một cái hướng đi. Mà hướng đi này là hướng đi nào? Nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch. Khi mà chảy ra biển cả thì nó có một hương vị, đó là mặn. Mà hương vị mặn đó trong Phật giáo gọi là, trong tứ chúng ha, trong 4 giai cấp ha, khi mà hướng tâm tu tập theo giáo pháp của bậc đạo sư thì trở thành ra những bạch y, tức là cư sĩ thì mặc áo trắng, mà xuất gia thì mặc đồ vàng. Vàng và trắng này cũng đi đến một cái hương vị mặn, đó là sự giải thoát. Chiến con đường mà đi đến sự giải thoát đó là bà con quyến thuộc lẫn nhau. Cho nên khi một vị nào mà chứng đắc thánh quả A-la-hán, vì đó là bậc vô học á, dù là 7 tuổi, nhưng mà Đức Phật gọi đây là con của Như Lai. Khi mà Đức Phật xác nhận cái vị đó là con, dùng cái từ con á, thì chính cái vị đó là những bậc lậu lặng, những bậc vô học. Vậy thì ở đây chỉ nha ti năng và nha tá vô là thân bằng quyến thuộc. Khi mà chúng ta còn trong cái vấn đề sinh tử luân hồi, chúng ta nương nhau mà sống. Khi mình nương nhau mà sống trong thiện pháp, đó là nha ti năng hoặc là nha tá vô. Alo, quý vị còn nghe không? Thôi bây giờ chúng ta ôn câu này trước ha. Ôn câu này trước rồi khi đó chúng ta học qua bài kia ha. Thời gian chúng ta còn nhiều mà ha. Y đăng vô nhà tì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Đừng có đọc kệ nghe, câu này không có đọc kệ. Bởi vì khi chúng ta tôn kính mà đọc cái dòng kệ thì nó sẽ lệch đi. Cái này không có kệ nha. Mà ai phi tâm phương hồi sinh hoạt kia định Phật tử thì câu này kệ vô tư ha. Cho nên biết rồi cái giọng của phi tâm phương cũng lai cái dòng kệ luôn. Nhớ ha, chậm rãi từ từ tôn kính trang nghiêm. Y đăng vô nhà tỳ năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đăng vô nhà tỳ năng hô tu su khi ta hôn tu nhà
ta vô y đăng vô nhà tì năng hô tu su khí ta hôn tu nhà ta vô. Hôm qua quý vị nghe Ngài Liễu Tông trả lời trong những cái câu kinh chỗ nào chúng ta ngừng, hình như là sĩ nghiệp của mình thắc mắc ha, thắc mắc chỗ nào chúng ta nên dừng, mà coi như là cho ý nghĩa của cái câu kinh đó có giá trị, không phải vậy không? À thì ở đây chia ra hai đoạn ha. Y đăng vô nhà tì năng hô tú. Chữ hô tú này là nói về những cái người mà hơi thân thiết của chúng, gọi là thân bằng quyến thuộc á, hơi thân thiết của chúng ta nhiều. Còn su vi ca hôn tú nhà ta vô là những cái người hữu ân, những bậc à, những cái bậc mà chúng ta coi như có sự tôn kính, mà cũng có liên quan đến chúng ta nữa. Thì cái đoạn trước á là ám chỉ đến cái vấn đề mà thân mật, còn những cái đoạn sau là nói những cái người mà chúng ta không thể quên. À cũng giống như ở trong nhà à, và ở bên ngoài à, thì đây tại Việt Nam của chúng ta không phải là quốc giáo, cho nên những cái đoạn kinh như thế này chúng ta đọc nguyên đoạn rồi mới dịch ra. Y đăng vô nhà tì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô, nguyện thân nhân qua vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. À, chúng ta đọc như vậy, nhưng mà kinh dài á, à, như cái bài hồi hướng mà quý vị cho linh chư cú sa la cầm bằng tắc bằng ký rì dần ma ma, tới cái chỗ đoạn âm này người ta lại dừng. À, người Thái là quốc giáo, Campuchia là quốc giáo, Lào là quốc giáo, vân vân, hoặc là Myanmar, thì họ tới chỗ, họ dừng lại rồi họ đọc cái tiếng của nhạc của. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta đọc như vậy nghe hơi khó. À, quý vị thấy trong cái kinh Ngài Hộ Tông dịch từ Campuchia ra ha, trong cái phần vấn đề kinh tụng á, nghĩa là giống hệt như Campuchia, nhưng mà Việt Nam có ai tụng như vậy đâu. À, có ai tụng như vậy đâu, đọc vô nghe nó kỳ lắm. Ví dụ như Campuchia ha, người ta đọc từng câu rồi đọc theo cái giọng của người Campuchia, người ta nghe được. Bởi vì sao? Cái tiếng Bali và cái tiếng Campuchia nó chỉ có họ dùng cái từ Campuchia hòa nhập vào trong cái từ Bali. À, để rồi chúng ta thấy khi mà họ đọc ví dụ Kusala, Kusala là thiện pháp ha, đó, thì họ đọc là Kusong, Kusala Kusong, rồi măng gà lá thì họ đọc măng côn. À, thì chúng ta thấy rằng nếu mà viết ra thì cái chữ Bali nó cũng nằm trong đó, nó cũng nằm trong đó. Cho nên ví dụ như họ đọc một câu Bali, màu tiếng của người ta mình nghe cái âm nó hòa quyện lẫn nhau, hòa quyện lẫn nhau. Còn đối với Việt Nam của chúng ta thì thấy à, tiếng Hán, tiếng Nôm nghe trùng trùng ấy lẫn rồi. À, thì thôi thì bây giờ trở lại vấn đề quốc giáo, thì chúng ta thấy có sự đồng nhất. Còn ở Việt Nam thì trùng lum hả? À, ví dụ như một cái bài kinh mà chúng ta hay nghe chư tăng phúc thúc phô qua tu sắp và mừng các lần phô qua lần. À, một cái câu Bali như vậy, nhưng mà bây giờ đọc theo tiếng Việt ha, tất cả hạnh phúc. Ừ. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người ha, phô tu sắp và mong cả lần, tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
chỉ tiếng Khmer phô tu sắp bậc măng cả lăng mèn phô trong buôn chô miên đo nét. Rồi câu thứ hai, rắc khăn tu sắp của đế của ta, thường hộ trì đến người, tất cả hạnh phúc hằng có đến người, hằng hộ trì đến người. Thì cái chữ rắc khăn tu sắp của đế của ta tức là hồi tôi giờ cảm ơn là mạng cô trong buôn chỗ nghe đo nhạc rất khăn tụ sắp của đề của ta xôm tê của đa càng óc bay bếch rất xa non nét rồi sắp và bút thia hỏng là bút tha sắp và bút thia nụ phía quê nét xôm xôm đo và bút tức là cầu xin Đức Phật sắp ở thông mê cầu xin Đức Pháp xung đời sắp ở sân kia cầu xin Đức Tăng xung các không có cái sân thần lái sạch kia sô thi phố quanh trục tê xua sẽ đây thần lái chô miên đo nét rất khăn trục tức là họ đọc một câu Bali, một câu tiếng của nước người ta, nhưng mà trong đó cái chữ Bali nó hòa quyện trong đó, mà ra thành ra địa phương, thành ra tú độ của họ luôn, cho nên gọi quốc giáo là vậy. Còn Việt Nam của chúng ta ví dụ đọc như thế này: Y đăng vô nha thi năng hô tú su ki ta hôn tú nha thái vô nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Thì như vậy chúng ta đọc hết phần Bali rồi khi đó đọc phần tiếng Việt, nhưng mà nó cô động nói lại cái ý nghĩa cái đoạn này nó trùng hợp với cái gì, chắc là sau thiện sự mà chúng ta đã làm, chúng ta không quên ông bà cha mẹ, không quên những người hữu ân, không quên những người hữu ân mà mong muốn cho họ được an vui trong nhàn cảnh. Cho nên trong cái bài kinh, cái đoạn đầu là dân kinh cha răng ma năng các tòa, khi người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào thì trước hết phải tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua vãng. Mà cha mẹ đã qua vãng có phải là nhà ti năng, tức là cái người mà đã sinh thành dưỡng dục mình tồn tại bây giờ với cái thân cái xác này thì do cha hay do mẹ, thì chữ vô nha ti năng hô tú chữ ký đăng là này nè, ám chỉ đến những cái người mà coi như cha mẹ của chúng ta, mà cha mẹ của chúng ta có phải là nội và ngoại hay không, có phải là bên nội bên ngoại không? Nhưng mà cô động. Còn cái chữ mà hôn tú nha tái vô là rộng ra những người hữu ân, những người thân nhân, những người mà chúng ta đã thọ nhận cái ơn nghĩa của người khác thì đó là nha tái vô cho nên cái động từ của nó là hôn tú số nhiều. Còn nha tri năng hô tú là cái động từ này nó số ít. Rồi mất thời giờ quý vị ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn cái câu này đi. Rất là Sĩ Tâm Phương nghe là hay nghe ha. Y đăng nô nha tì năng hô tú chú khí ta hôn tú nha tái vô. Y đăng nô nha tì năng hô tú chú khí ta hôn tú nha tái vô. Y đăng nô nha tì năng hô tú su khi ta hôn tú nha. Đọc lại lần nữa này. Y đăng nô tì năng hô tú su khi ta hôn tú tán vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Là quý vị MC nhất quý vị mà hay lên lễ bái Tam Bảo
rồi hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, thì quý vị nên đọc câu này. Quý vị nên đọc cái câu này để rồi khi mình tạo phước lành đại diện cho nó. Mà quý vị đọc sai thì chắc chắn là những cái vị khác nghe thân bằng quyến thuộc của chúng ta nghe cũng không biết nó nói cái gì, không có liên quan gì. Mình là bà con quyến thuộc mà cái đọc đặt thì nghe họ cũng không quan hệ, nhất là khi mà mình đã thỉnh vị thiền ha, mình đã thỉnh vị thiền để hồi hướng sao cho nó ổn định. Thôi bây giờ chị Tâm Phương, alo, có chiếc máy không, lên đọc trước. Cái câu này là chị Tâm Phương kể nghe ngọt lắm. Dạ alo, dạ con kính tri ân ngài. Dạ con không buồn mà con vì đọc ba ly với ngài nên phải cần phải đọc cho rõ. Mà đã sửa được rồi thì phước thôi, chứ con không có buồn. Con cũng mà, nếu mà sai mà được ngài sửa thì con rất là hoan hỷ. Dạ bây giờ con xin đọc mà đầu tiên. Y đằng vô nhà tí năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tí năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tí năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Và con đã đọc ba lần, con có lý nhân biết lại cho ngài, có sai thì ngài sửa giùm con. Alo, nhà có chuột cho nên hơi phân tâm. Vì tí năng mà đọc là tí à, nghe bị phân tâm phải không? Nó phải mấy chuột nó kêu rồi cái làm cái là tâm tư của mình bị chao động à, thân bằng với thuộc của mình mà bị mấy con chuột này nó phá, cho nên đọc chữ tí. Nhà tí năng, khi chúng ta đọc đến thân bằng quyến thuộc thì chúng ta nhớ đến những người ân của chúng ta, cha mẹ, ông bà, rồi những người bạn, nhất là cô Mai à, vừa nằm xuống thì cô Mai là nắng nha, chứ không phải sĩ không Mai nha, đừng có buồn nha. À, cô Mai ở Đà Nẵng là huynh trưởng của gia đình Phật tử, là người bạn thân của sư Tâm Phương. Thì bây giờ cô phải đọc nha, tí năng chứ không phải tí à. Alo sư Tâm Phương, nha tí năng chứ không phải tí nha. Đọc đúng hoàn toàn nhưng mà chặt ở chỗ này à, cho nên dù nó ngắn chúng ta phải đọc cho chuẩn. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nhớ nghe, nghe rõ nè. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. À, chị Mai, đúng rồi, biết. Con muốn hề cho ai hả? Con muốn hề sao chúng tôi biết rõ mà. Sư Pháp Cao, Pháp Cao để sư Pháp Càng đó à, đúng rồi à, để sư Pháp Càng có đếm Pháp Hội à, kính lễ để sư Pháp Càng kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Một xíu cô tu nữ Trời Duyên đến rồi chúng ta cũng sẽ chỉnh lại cái bài bài kinh Karani à, qua sự dạy dỗ của ngài Trời Siêu, thì trong cái bài học của chúng ta có chỗ đúng có chỗ sai.
Thôi bây giờ trả lại câu này nè. À, chị Tâm Phương, cô mà đọc đúng ở chỗ này á, là chị của Ngài Pháp Cao Quang Hiển liền ha, nghe nè, nghe rồi cái mới đọc lại nè. Y đăng nô nha ti đăng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Đọc lại nè. Y đăng nô nha ti đăng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Rồi mời sư Tâm Phương. Dạ bạch ngài cho con đọc lại lần nữa. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con kính dâng biết lại cho ngài. Dạ con cảm ơn ngài. Alo 123 123. Câu này đã ngắn nhưng mà phải trắc nghiệm. À chứ còn không á, không thực tập á, nhất là những cái vị mà hay lên tụng kinh thì bây giờ quý vị phải thể hiện trước, quý vị phải thể hiện trước đọc sao để bà con quyến thuộc của mình hoan hỷ, rồi các cái vị đó mới đến hộ trì cho cái room của mình chứ. Bây giờ là làm phước xong đọc kinh này, thọ trì tam quy ngũ giới rồi hướng phước đến người ta thì người ta quan nghĩ, người ta hộ trì cho cái rung của mình được sự an vui chứ. Rồi mời chị Kim Nhung này, chị Mê Ta này, chị Hồng Mai này, chị Tina này, chị Nhật Quỳnh vân vân. Rồi xin mời nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ngài Thủy Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng chư tôn đức, kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con xin đọc câu hỏi hướng hôm nay. Y đăng vô nhà tì năng hồ túc su khi tà hồn tu nhà ta vô. Y đăng vô nhà tì năng hồ túc su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con xin nhường mất cho người kế tiếp ạ. Con có sai chỗ nào xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu hồi hướng ạ. Y đằng vô nhà tì năng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp con. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc ạ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ.
Y đằng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ, con đã đọc xong ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Ngài, con kính lãnh quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc. Y đằng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quả vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ thưa con, có sai xin Ngài và đạo tràng giữ giùm cho con. Dạ con kính cảm ơn. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đánh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đánh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ bạch Ngài, trước khi đọc con hỏi cái đây một xíu nữa Ngài giải thích dùm cho con hiểu một xíu nha Ngài. Sao chữ vô với chữ nô là nó khác như thế nào hả bạch Ngài? Ý đăng vô nha rồi ý đăng nô nha. Tí nữa con xin thỉnh Ngài giải thích cho con hiểu. Rồi bây giờ con xin đọc ạ. Ý đăng vô nhà tỳ năng hồ tú su khi tà hồn tú nhà tá vô. Ý đăng vô nhà tỳ năng hồ tú su khi tà hồn tú nhà tá vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ, con xin xuống mít ạ. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, Sức Kim, chờ một chút ha. Cái này cô tu nữ có phải nghe rõ ha? Ở phần trước á là chữ hô tú là số ít, mà sao chữ hôn tú là số nhiều. Nhưng mà nếu mà cô tu nữ Phúc Hạnh đọc kéo dài chữ tú ở phía trước á, đó là coi như không có chuẩn ha. Cái nào, bởi vì cái câu trước á, có dấu phẩy á, là cái phần cá nhân, phần sau là đại thể, số nhiều. Cho nên chữ hô tú là số ít, mà chữ hôn tú là số nhiều. Thì chữ vô, chữ nô cũng vậy. Chữ vô là số ít, chữ nô là số nhiều. Thì bây giờ cái câu mà có dấu phẩy phía trước á, nó biết bao nhiêu là trường âm không? Chữ đăng là một, chữ nô vô là hai, chữ nha là ba, chữ ti là bốn, chữ năng là năm, chữ hô là sáu. Sáu trường âm, mà chữ ý là một, chữ tú là hai. Thì chỉ có hai đoạn âm đầu và đuôi thôi, còn giữa sáu trường âm. Nhưng mà sáu trường âm như vậy thì chữ tú này không nên kéo dài. Tú su khi ta, tú su khi ta, tức là nó đi liền. Tú su khi, tức là ba cái đoạn âm nó phải đi liền để nó qua chữ ta. Cho nên cô mà kéo dài chữ tú ở chỗ này là cũng không có ổn nha. Trường âm đoạn âm phải rõ ràng ha. Y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu nhà ta dồ. Không phải là coi như kéo dài làm cái gì theo cái giọng kể, mà đây là đọc theo giọng kinh, trong cái sự tôn nghiêm, trong cái sự kính trọng. Cái rồi mời sư kia đi nói về cái đoạn này. Nó có một cái giai thoại mà khi đã hồi hướng mà phải hồi hướng tới hai lần mới hoàn mãn, chứ không phải hồi hướng một lần hoàn mãn. Làm phước mà có Đức Phật nè, nhưng mà có Đức Phật rồi nhưng mà hôm sau phải làm phước nữa. Bởi vì khi mà thân bằng biến thuộc của chúng ta 91 kiếp của qua đất ha,
91 kiếp, mà bây giờ được thăng bằng quyến thuộc của mình, vua Pasenadi Bình Sa Vương ha, mà làm phước, mà làm phước mà còn thiếu về đòi, à, và hôm sau phải làm phước, thỉnh Đức Phật tới làm phước tiếp. Thôi bây giờ Sư Kim đọc đi, rồi cái nói chuyện tiếp. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, trong đây có nhiều người thắc mắc hỏi hai chữ vô với chữ nô đó sư. Tại mấy người văn phạm Bali đó, chữ vô có nghĩa là you hay là yours trong tiếng Anh, còn chữ nô có nghĩa là us hay ours. Nó vậy thôi, chứ không phải nô là không phải. Trong văn phạm Pali là nó vậy đó mấy cô. Thôi con xin trả câu này, con thấy thằng đi chùa bên Nam Tông đọc hồi hướng mà té ra cũng có nhiều người đọc sai quá hay được biết chuyện này. À, con xin đọc câu hồi hướng mà sư vừa mới dạy. Quý vị nghe rõ không? Bây giờ con đọc nè. Y đằng vô nhà tì đằng hồ tu su ki tà hòn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì đằng hồ tu su ki tà hòn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ, con xong rồi đấy sư. Con có đọc sai không sư? Sư cho con biết đi sư. Con xin xuống máy á. Alo, quý vị thấy Sư Kim đọc làm sao? Hay ha. Chữ hôn tú mà đọc chữ hon hả? Chữ hôn tú mà đọc chữ nghe chữ hon vậy đó. Wow. Đúng rồi. Chữ vô là số ít, chữ nô là số nhiều. Hồi nãy có vị nào thắc mắc cho nên nói ồ nô vét hả? Không phải. Chữ vô là số ít, chữ nô là số nhiều. Bởi vì chữ ý đăng là này đây nè, này đây nè. Chữ cái chữ vô với chữ hô tú này là số ít nè. Rồi chữ hôn tú nha tới vô là số nhiều nè. Rồi thắc mắc như vậy mà chính Đức Phật bảo cho ông vua Bình Sa Vương, ông vua Bình Sa làm phước hồi hướng, mà chính ông vua này làm phước hồi hướng một cùng sai nữa, à, cho người ta ăn mà không cho người ta mặc, à, khổ đế vậy, à, cơm bánh trái thượng vị đồ cứng đồ mềm dân cúng đến chư tăng đồ hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của mình. Bởi vì buổi tối ông ngủ rồi bà con quyến thuộc biết đây là thời cơ thích hợp thì nên mới báo mộng cho ông ta bằng 4 tiếng đú xá na xô, tức là 4 bài kệ. Mà 4 bài kệ đó ông ta chỉ nghe được mỗi bài kệ 1 tiếng thôi, đó là chữ đú, chữ xá, chữ na và chữ xô. Ông nghe trong đêm khuya mà nghe như vậy ông hết hồn luôn, sợ ma rồi, không biết cái điểm gì mà coi như là sẽ rung rợn tới với mình. Rồi sáng hỏi ông quân sư là một người Bà La Môn, à, tức là cũng giống như mấy cái người bây giờ chúng ta gặp rất là nhiều nè ha, tức là họ bịt mặt á, mình không biết họ là ai. Rồi gặp mấy cái người Hồi giáo đó, mấy người Bà La Môn đó thì họ có cái tư tưởng là muốn vụ lợi cá nhân. Nó hỏi mà nói không biết cái gì hết thì coi như sợ ông vua khi dễ, mà mình là quân sư nữa. À, cho nên mới nói Đức vua, ghê quá, này là cái điều mà cái ngai vàng của ngài sụp đổ và ảnh hưởng tới cái tính mạng của ngài, à, ai cũng sẽ chết, nhất là thời buổi mà mất dịch này, à, ai cũng sẽ chết hết. À, thấy người ta mà ở bên ngoài thì mình chưa sợ, nhưng mà nói chính bản thân của mình là bị như vậy là thôi, à, vua nên rùng quá. À, nói vậy làm sao mà cứu bạn? Nếu mà ngài chế thần lửa, à, mỗi chúng sanh như vậy nè, đại diện một người thôi, một nhân vật thôi, à, nam một nữ một, à, dê đực một, dê cái một, à, rồi là trâu bò heo ngựa cái gì đủ một trăm loại như vậy, à,
thì cái sinh mạng của Ngài. Và những mà bị thế như vậy, đổ máu xuống cái hầm lửa đó, để thì họ, những chúng sanh đó sẽ được lên cái cõi Phạm Thiên. Và khi mà những cái vong hồn này lên trên kia thì sẽ cứu rỗi, sẽ hộ độ, sẽ giúp đỡ cho Ngài được tai qua nạn khỏi, gặp bệnh tiêu trừ, được tăng long phước thọ. Ồ, ông vua này nghe khoái, được, làm liền. Ai ngờ vợ của đức vua là hoàng hậu Manika nghe ở ngoài sân kiều á, rồi tiếng la hét, rồi cái đào một cái hố sâu, rồi chắc củi xuống đó, rồi nổi lửa lên, chuẩn bị có nhà hình cắt cổ để lấy máu đổ xuống dưới đó tê thằng lửa. Thì khi một cột những trâu bò heo ngựa người nó này kia thôi, đủ thứ tiên la ồn ào. Hoàng hậu nói cái gì vậy? Rồi chạy ra coi, ồ thấy như vậy mới lật đặt cái trì môn vua. Ông làm gì kỳ vậy hả? Ông muốn sống an vui một lần đau khổ người khác, nghe ai mà ông làm kỳ vậy? Thì ông vua này ông nói, quân sư mới bày cho ta vậy. Ồ, ông ta nằm ngủ thấy này kia bốn cái ra hết, nghe khiếp quá, sợ quá. Thì Manika hoàng hậu là một cái nữ rất là trung thành, một người rất là có trí tuệ. Nghe ông vua nói Châu Sinh, ông nghĩ bậy bạ, mà ông vua này là ông vua sẽ vỡ. Cho nên hoàng hậu Manika mới dẫn ông vua đi tới gặp Đức Phật. Đức Phật mới trấn an, mới nói rằng đó là bà con quyến thuộc của Ngài, báo cho Ngài biết họ đang bị khổ, và Ngài là cái nhân, cái duyên để cho họ được thoát khổ. Thì ông vua mới hỏi, muốn thoát khổ, bà con quyến thuộc thoát khổ thì phải làm cái gì? Đức Phật của ông Phước cúng dường, cái tăng bố thí. Thì như vậy tất cả những cái chuyện sự với cái tâm lành hướng về bà con quyến thuộc của mình thì họ sẽ được siêu thoát. Ông nghe, ồ vậy là dẹp luôn cái bù tế thần lửa, rồi tổ chức làm phước cúng dường, thỉnh Đức Phật và chư thanh hiền tăng tới, rồi muốn ăn thượng vị vật cứng vật mềm, rồi ăn cúng rồi hồi hướng đến Y đăng nô nha ti năng hô tu su ta hôn tu nha ca yô, nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc hạnh. Những chúng sanh đó lên được cảnh giới an vui, tức là cảnh giới của chư thiên ha, bởi vì họ là cái kiếp hóa sinh, lên được cảnh giới của chư thiên. Nhưng mà sung sướng quá, mình mấy thay vì lúc trước thì ốm o gầy mòn ha, sơ sát tiều tụy, bây giờ được sanh về cái cõi an vui, thân thể đẩy đà phì mỹ mập mạp hồng hào, đẹp trai đẹp gái vân vân. Cái cảnh chư thiên là cái cảnh mà khi lên đó giống như một người 16 tuổi nha, cho nên coi như thân nam thân nữ rồi gì coi như cũng đẹp trai hết đó. Nhưng mà nhìn lại khổ đế, cho ăn không ống cho mặc, mắc cỡ quá. Mới buổi tối đó, buổi tối đó mới hiện xuống, mới báo cho ông vua biết là phước hồi hướng chúng tôi đã nhận được, không thể để đà phì mỹ thế này. Tại sao không có một mảnh vải che thân nữa, lên cái cảnh giới kia các người bạn của chúng tôi họ nhìn chúng tôi cười quá, họ khi dễ, nó ông biết làm phước. Là ông vua, ông nhìn thấy cái cảnh mình cho ăn không đâu có quần đâu mà mặc, rồi lập tức làm phước thêm một ngày nữa, mà làm phước lần này có cả ăn mà cả mặc nữa.
cả mặt nữa, có y áo nó đàng hoàng. Rồi cháu ơn sao cầu có những vị chư thiên dung sắc thù thắng ha, mộc mạc rồi y áo chỉnh tề, sáng sủa hào quang sáng chói. Chúng chào ông vua Bà Xin đi và cảm ơn. Thì cho nên cái câu mà chúng ta đang học nó có một cái giai thoại cho ăn không cho mặc, phải làm phước hai lần. Chính vì vậy để nhắc nhở cho quý vị khi gia tăng hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc thì có mặt, người sống như thế nào thì người chết cũng phải vậy thôi, âm dương đồng nhất lý. Bởi vì trong cái vấn đề sanh tử luân hồi thì chúng ta phải áp dụng như cái sự tích của đức vua Bimbisara ha. Rồi quý vị nghe hay không, hay thì phải ráng học thuộc cái câu này. Alo, tự nguyện, ai chưa đọc câu này thì lên đọc. Mà nhớ cô tu nữ Phúc Hạnh ha, chị Tú này không có kéo dài nha. Chị Tú phải chạy qua Sukhita. Hồ Tú Sukhita, chứ không phải là chị Tú rồi dừng lại. Một cái câu ngắn thì chúng liên tục mà phải trang chậm rãi. Y đăng nô nha tì năng hô tu su khi ta hôn tu nha vô. Được không bà con? Rồi, câu này là một cái câu quan trọng. Cho nên dù quý vị đại diện cho room này lên đọc, đại diện cho đạo tràng, hoặc là quý vị ở nhà, hoặc là quý vị coi như tụng kinh Tam Bảo thường ngày ở nhà, hoặc là ví dụ quý vị đã tạo được một cái phước thiện gì trong cái cuộc sống hàng ngày thì hãy nhớ cái câu này. Khi mà chúng ta hồi hướng cho thân bằng thuộc, chúng ta nghĩ tưởng đến họ thì chắc chắn họ được phước rồi, họ sẽ hộ trì. Có phải không? Thầm mô hà quê rất là tiết thầm má cha thì mình thực hành thiện pháp này theo lời dạy của Đức Phật. Khi một việc lành này trước hết phải tưởng nhớ đến cha mẹ đã quá thì cha mẹ lúc này rồi những bậc ân nhân, những bậc hữu ân thầy tổ thì đó là nha tái vô. Rồi bây giờ quý vị tự nguyện đọc sau nghe cho nó hay, câu này là chư thiên ủng hộ thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong một cái cảnh giới vô hình nào đó, họ sẽ hỗ trợ, sẽ giúp đỡ chúng ta trải qua nạn khỏi. Rồi được không? Cái đọc còn lên đọc nó xích chà mang xà thủ xà thủ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Ma Dạ Thà Dạ. Con xin phép được đọc câu này, con có sai chỗ nào xin ngài sửa giùm cho con. Y đằng nô nhà tì năng hồ tu su khi tà hòn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con xin xuống. Sa thủ sĩ tượng mẹ. Rất là chắc ăn, đọc một lần là an toàn trên xa lộ. Một lần là thấy bà con quyến thuộc của mình quan hỷ liền ha. Cái này chỉ một lần là an toàn, bảo đảm đọc không sai, tuyệt vời. Rồi mời huynh đạo huynh nè, rồi sĩ thiền vũ nè. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, xin đảnh lễ sư pháp trang. Dạ, kính chào quý bà quý cô tu nữ, quý bà quý cô, quý anh chị đồng đạo ca. Dạ, kính thưa chư quý vị. Dạ, xin cảm ơn thiện vũ cô Kim Nhung, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu. Dạ, đầu huynh xin đọc bài hôm nay. Ý đằng vô nhà tì năng hồ tú khí tú số khí tà hồn
tu nhà ta dồ. Ý đằng vô nhà tì năng hồ. Tu su ki tà hồn tu nhà ta dồ. Ý đằng vô nhà tì năng hồ. Tu khí tí. Tu su khí tí. Dạ, xin lỗi sư. Cái chỗ sao đó. Xin đọc lần nữa đi. Ý đằng vô nhà tì năng hồ. Tú su khí tà hồn tú nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sinh lạc cảnh. Dạ, cảm ơn sư và cảm ơn chư quý vị. Kính chúc sư và quý vị thân tâm an lạc. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp, không biết còn ai nữa không? Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc ạ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sankhaya. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính chào quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu này. Y đằng vô nhà, y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm, dạ nam mô Sàng Khà, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cái câu này rất là bổ ích, dạ con cũng xin phép được đọc và có sai thì nhờ sư chỉnh sửa giùm cho con. Y đằng vô nhà tì năng, y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin dâng ích cho vị kế tiếp ạ. Alo, 123 123. Quý vị rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong cái cách đọc, trong cái vấn đề mà khi chúng ta tạo được thiền sử rồi, hồi hướng, chắc là hướng về những bậc hữu ân của chúng ta mà chúng ta đọc, mà như huynh đạo huynh à. Hay mình làm phước rồi mà mình còn tiếc à, đọc ngập ngừng à, đọc không trôi chảy, đọc mà ta như là à, huynh đạo huynh à, đọc cũng vẫn đúng nhưng mà phải dứt khoát chứ, sao mà rụt rè quá vậy, tào lự nam nhi chi chí mà sao kỳ cục quá vậy, coi như huynh Nhật Hà kìa. Vậy Nhật Hà đọc hay chiến đấu không, phải dứt khoát, phải rõ ràng. Như vậy thì ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên à, bạn bè thân hữu của chúng ta họ mới quan hỷ chứ. Huynh coi như làm phước rồi sao mà cùng kẹo quá à. Đọc không phải rõ ràng, phải dứt khoát, phải mạnh dạn chứ, nam nhi mà. Rồi xà tu xà tu. Hôm nay cái câu này quan trọng, bởi vì cái vị này được sự nhắc nhở của thân bằng quán thuộc, nhưng mà phải có Đức Phật xuất hiện, nhưng mà phải làm phước cho hai vật à. Trên cái câu này có một cái giai thoại để cho chúng ta khi mà tạo phước, tức là người sống của chúng ta có ăn có mặc, thì
chúng sanh trong tam giới này à, cũng ăn và mặc. Sabbe satta aharatika, chúng sanh sanh tồn do Phật sự. À, thì bây giờ có thực mới vượt được đạo chứ. À, cho nên cái vấn đề, trong cái vấn đề mà cái sức khỏe của người này là do cái vấn đề vật thực này, mà cái sắc đẹp của con người này là do y áo này, à, dung sắc này do cái vấn đề y áo, mà sức khỏe là do vật thực. Cho nên hai vấn đề này bổ sung cho nhau. À, à, thì chúng ta khi mà đạo phước mà hướng đến ông bằng, à, ông bà cha mẹ thân nhân, những cái vật hữu ân, à, như chị Tâm Phương hồi nãy đề cập là một người bạn đã ra đi, à, thì bây giờ nhớ đến người ta phải đọc đúng câu này. À, đọc sai cái là coi như nghĩ tưởng người ta họ vừa họ đọc lép ha, à, rồi họ khèo 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 ngủ không được á, là mình phải biết mình hồi hướng sai. Khi mà mình nằm ngủ mà bị khèo khèo tới khèo chân hoặc là lắc, rồi họ thu hành nghĩa là họ làm cho mình ngủ không được á, thì quý vị biết lý do gì không? Họ tới hồi xin phước mình, mà nếu mà không thuộc cái câu này á là xin lỗi vì mai nhắc hoài. Thôi ráng phải học đi, còn là học cái hồi hướng cái câu này thì mình phải phải tạo một cái tâm từ để có một cái sự thiện cảm, nhất là học bài Karani. Và khi mà mình tâm từ của mình được thể hiện, à, và cái cách hồi hướng của mình đúng pháp, thì chư thiên phi nhân sẽ theo hộ trì. À, hỏi mình sống rất gần với người ta. À, hồi đó ma sợ mình chứ mình không sợ ma. À, alo. Rồi. Thôi. Còn ai thắc mắc gì nữa không về cái câu này? Dạ. Hồi nãy giờ thấy người này người kia mà không thấy sư Nhật Quỳnh đưa tay đọc cái gì hết trơn nha. Hả? À? Alo, sư Nhật Quỳnh bỏ cửa chạy lên người rồi hả? Ai còn ai thắc mắc về vấn đề này không? À, một cái câu này. À, mà thời gian thấy cũng trôi qua rất là nhiều rồi. Rồi, mời sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con trốn không khỏi ngài bạch ngài, con thấy nhiều vị đưa tay lên rồi, thành ra con trốn. Cảm ơn Văn Thành. Dạ, con xin con đọc xong con hỏi. Dạ, đi đằng vô nhà tì nằng hồ tu xuất khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu xuất khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng nô nhà tì là con sai rồi. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu xuất khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công này được thọ sanh lạc cảnh. Và bạch ngài, à, lúc nãy giờ con cũng nghe vài vị thắc mắc về chữ nô và chữ vô, nhưng mà con cũng có nghe một cái nơi giảng như thế này là ví dụ như con hồi hướng cho ông bà cha mẹ con thì con đọc là nô, còn quý sư chúc phúc cả chúng con thì đọc là vô. Không biết con có nhớ đúng hay không. Dạ,
con cung kính Ngài giảng rõ giùm cho con, và nếu con có đọc sai thì con ngại xin Ngài chỉ dạy cho con sẽ đọc lại. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chi công đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính nhân quốc đến đạo tràng. Alo, 123 123. Mình nhờ qua ý kiến của sư Nhật Quỳnh như vậy, quý vị đóng góp ý kiến. Mà coi cái ý kiến của sư Nhật Quỳnh như vậy thì cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái sự thắc mắc của chúng ta, quý vị thể hiện như thế nào? Rồi, mời quý vị thảo luận về câu hỏi của sư Nhật Quỳnh. Rồi, mời sư Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ con rất là hoan hỷ với cái câu này á ngài. Thì cũng nhờ con đọc sai cho nên mình cũng phải phát hiện, phải để cho ngài sửa. Tại vì ở trong cái kinh Nhật Tùng của con á ngài, thì nếu như chữ nô á là chúng ta, còn cái chữ mà chữ vô á là để cho chư tăng đọc. Thì con cũng thấy trong cái quyển Nhật Kinh, quyển Nhật Tùng của cư sĩ là có như vậy đó. Nên như chị Nhật Huỳnh chị nói là hồi nãy là con thấy có trong cái quyển kinh đó ngài, thì con chỉ có kêu chị đóng góp như vậy thôi, thì có chi là ngài sửa cho chúng con nha. Alo, đó là ý kiến của sư Tâm Phương, còn quý vị khác nghĩ sao? Alo, mỗi người đóng góp mỗi ý kiến để rồi chúng ta thấy rằng cái câu này là một cái câu mà Đức Phật dạy cho Đức Vua Bimbisara đó, một cái câu mà rất là đặc biệt, làm phước tới hai lần có Đức Phật chỉ cho rồi mà cũng làm sai, để rồi coi như những cái vị chư thiên mà không áo không quần đó mới xuống giật mình làm cước lần nữa. Đó, cho nên cái câu này là một câu mà để cho chúng ta nhớ, và khi mình làm cước thì phải có y áo đầy đủ. Tại sao chữ vô, tại sao chữ nô, rồi tiếp tục. Rồi quý vị có ý kiến gì nữa không? Mỗi người đóng góp một ý kiến thì tự nhiên cái câu thắc mắc của sư Nhật Quỳnh được giải tỏa. Và ý kiến của sư Tâm Phương xong, còn người khác chúng ta không thể nghe mà chúng ta phải thảo luận, học phải hỏi chứ, rồi hỏi khi đó chúng ta mới hiểu nhé, hiểu rồi mới nhớ chứ, rồi khi đó mới thực hành. Pháp học pháp uống như vậy đó. Thì bây giờ sư Tâm Phương đã đưa lên một ý kiến, còn ý kiến của quý vị như thế nào? Alo, bàn tay ai đây? Wow, ở đây pháp học nha, chứ không phải là pháp hành vô đang hình thiền á. Mời huynh đạo huynh, huynh dân Nhật Hà, trời ơi, sung sướng quá. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ, quý hòa, quý cô, quý anh chị em trong đạo tràng. Thì thật ra hồi nãy giờ là con chỉ lặp lại những gì nói thôi, trước là sư và sau là cô Nhật Quỳnh. Là đây là nó một cái câu nó thuộc văn phạm Bali. Cái câu mà chữ vô đó, tức là số ít. Xin lỗi sư, chữ vô là số nhiều nhé, tức là khi mà sư chúc phước hồi hướng lại cho tất cả mọi người đó thì dùng chữ vô và chữ hôn tú. Dạ, còn khi mà chúng đạo hữu đạo tràng mà từng người một cá nhân á thì lại dùng chữ nô. Dạ, nó thuộc lại văn phạm thuần túy Bali thôi hả. Thì nếu mà chữ vô thì dùng chữ chữ hô tú, còn dùng chữ nô thì hôn tú. Dạ, con
chỉ đọc lại những điều mà sư đã dạy hồi nãy giờ thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Kính cảm ơn sư và chư quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma á, Nam Mô Sân Kha á. Dạ, con xin lãnh đệ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, thì con cũng có nghe được giống như là cô Nhật Quỳnh ý kiến hôm nãy, cho nên là con nghe nói cái câu là ý đăng vô nhà ti năng hồ tú xú khí ta hồn tú nhà ta vô, thì là để cầu nguyện cho thí chủ và Phật tử tụi con á, thì là dùng cái câu là ý đăng nô nhà ti năng hồ tú xú khí ta hồn tú nhà ta vô. Thì con cũng nghe giống cái ý kiến cô Nhật Quỳnh, cho nên có gì thì sư có thể giảng rõ cái điểm này cho tụi con được hiểu hơn. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Sa thủ, sa thủ huynh đạo huynh, huynh dân trường hợp này khi nãy sư Kim cũng đã nói rồi. Cũng đã trình bày rồi chứ không phải không. Ở trước là cá nhân, ở sau là đại chúng. Ở trước là tự giác, ở sau là giác tha. Ở trước nói lên cá nhân của mình, phía sau á là nói lên những người khác. Ở trước là ít, ở sau là nhiều. Ít là nhiều, ít và nhiều thể hiện qua cái động từ hô tú và hôn tú. Hô tú là số ít, hôn tú là số nhiều. Vô là cá nhân của mình. Cá nhân của mình, vô là hô tú. Mà chữ nô mới là hôn tú. Chữ nô nó nằm ở sau á. Cho nên ở đây cái câu này á, trước tiên là mình lo cho mình rồi mới lo cho người khác. Thì với cái câu này ai đọc cũng được hết á, chư tăng cũng đọc mà Phật tử cũng đọc, chư tăng cũng đọc. Chữ vô là hô tú, còn chữ nô là hôn tú. Cái nãy sư Kim đã trình bày về văn phạm, thì quý vị hình như có những vị vô sao cho nên không có nắm rõ vấn đề này. Chư tăng cũng đọc cái này cũng được, trước tiên là chính các vị đó phải lo cho mình trước rồi mới lo cho người ta sau. Lo cho người ta sau có nghĩa là suốt khi ta hôn chú nhà ta vô. Chữ vô là hô tú, chữ nô là hôn tú. Rồi mời sức kem. Ở chỗ này sư Kim thấy văn phạm cái vấn đề khi nãy nói, bây giờ người ta còn thắc mắc. Rồi sư Kim có chiếc máy không? Alo, học văn phạm với những vị danh sư của thế giới, của các ngài ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Sri Lanka, nơi gì đâu đó. Mà bây giờ cái chỗ này người ta thắc mắc, không bỏ trốn hay sao hả? Mời sư Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các sư và các tu nữ. Dạ, theo như con sở học văn phạm, sư chia mấy cái từ chữ vô á. Chữ vô có nghĩa là you, yours. Nếu mà nó là Fatima, Wifati, Ekawachana là you, mà Pahuwachana số nhiều là yours. Còn vô có nghĩa là us hay ours. Như vậy thôi. Thì từ theo cái danh từ, chúng ta là chúng ta thì mình là no. Còn tôi hay du đó thì là vô thôi. Để con theo như con hiểu vậy thôi. Rồi con có đọc lại nữa không sư? Hồi nãy con đọc, sư nói con đọc cái sai chữ hô đó không sư? Hon hon chứ hon. Hon hon. Ý đằng vô nhà đi năng hồ chú sư ghi tà hòn tư nhà ta dồ. Hon hon ha hông gì sư? Hon hon hon. Con cũng biết nữa. Ý đằng vô nhà tì năng hồ tu su ki tà hòn tư nhà ta dồ.
Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Sư hồi nãy con vừa nghe bà cô tu nữ Khánh An nói con mấy tuần trước đi, con bữa nay con đi sáng sớm thức dậy sớm đi lại chùa Ananda đó sư, do sư Khánh Hỷ trụ trì đó đó, con đi đó con mới về, con say nắng con mệt, con nằm con ngủ tới ngủ lui, không sorry. Con đi chỗ đó con mới về đó. Sai nữa, Gia Nhật Hà nói hon hon Sukita y đằng vô nhà tì nàng hồ tu suy tà hòn tu nhà ta dồ. Con nghĩ là hon ha hông gì sư, hon hông con không biết nữa, con suy sửa cho con cái chữ đó gì sư, hon tu nhà ta dồ, con trả máy lời sư ơi. Alo, xích kim. Ở trước á, cũng là động từ số ít, sau là động từ số nhiều. Thì trong văn phạm Bali thì có những cái nguyên âm và có những cái nguyên âm ngắn, nguyên âm mà trường âm, nguyên âm mà đoán âm, thì có tất cả là 8 phải không? Vậy thì trong 8 cái nguyên âm đó, chúng ta thấy tiếng Việt Nam thì đọc là O, phải không? Nhưng mà qua Pali thì đọc là O. Ở trước đọc Hô Tú thì sao? Tại sao Hon? O, con đọc là O, phải không? Đó, Huynh Gia Nhật Hà nói sai luật kìa. À, chữ Vô nè, à, rồi chữ Hô nè, à, rồi chữ Vô ở phía sau nữa nè. Ở đây có tất cả là 1, 2, 3, 4. Vậy thì hôn tú chứ sao mà hon O đọc thành O ha. O đọc chữ hôn tú chứ không phải là chữ hon. À đúng rồi. Rồi đó, Huynh Đạo Huynh đánh lên tiếng Việt cho nó rõ kìa ha. Rồi, như vậy thì đây là một cái câu mà rất quan trọng. Khi mình chúng ta tạo được việc làm nào, chuyện sự nào, thì trước tiên chúng ta phải lo cho cá nhân của mình. Gọi là tự giác mới giác tha nhé ha. Chứ bây giờ ở đây giác nổi mà cứ tha hoài đâu có được. À, cho nên cái chính bản thân của chúng ta ở trước này, ý đăng vô nhà tri năng hô túc, đó là chính bản thân của chúng ta. Rồi hướng về những người khác nè, Sukita hôn tu nhà ta vô. Đây là một cái câu mình lo cho mình, rồi mình mới lo cho người khác. Cho nên bất cứ chư tăng hoặc là tu nữ hay là thiện nam thiện nữ cũng nên lấy cái câu này làm chuẩn. Khi mình đọc cái đó là có phần của mình trong đó. Chứ mình đi làm không công hả? Đi lo cho người ta, bản thân mình không lo hả? Có được không? Một vị Bồ Tát, nhất là một vị toàn giác, thì cái hạnh nguyện của Ngài làm cái gì? Trước phải lo cho chính bản thân của mình, phải tròn đủ 30 pháp tâm, 3 la mật, tự mình lo cho mình. Rồi cái vấn đề thứ hai, lo cho thân bằng quyến thuộc. Tức là mình giác ngộ, đem cái sự giác ngộ này đến cho bà con quyến thuộc. Rồi cái điều thứ ba, cái hành thứ ba là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Khi đó mới lo cho thiên hạ. Mà lo cho thiên hạ không phải là lo báo động. Họ hữu duyên chứ còn vô duyên là xin lỗi, cũng bỏ đi à. Cho nên cái vấn đề có 3 vấn đề, tự lo cho mình, đi đằng vô nhà ti năng hô tú, tức là phải lo cho mình. Rồi lo cho mình, lo cho bà con của mình này, cái câu đầu tiên này, đi đằng vô nhà ti năng hô tú, lo cho mình, lo cho bà con của mình. Rồi khi đó những người hữu duyên nè, nhân hữu ân thầy tổ nè, Sukita hôn tu nhà ta vô. Đó quý vị thấy, tinh thần tự giác giác tha. Còn đối với chúng ta, thấy cái gì ngộ ngộ thì giác,
mà giác không nổi thì tha. Lo bao đồng, lo chuyện thị phi, lo chuyện thiên hạ, riết rồi cứ bị ăn đòn hoài. Quý vị thấy không? Còn cái câu này là một câu mà coi như ông vua Bimbisara mà ông chính Đức Phật chỉ cho vậy đó, mà cũng phải làm phước tới hai lần mới thành tựu. Mà nè, thành tựu này nếu không có Hoàng hậu Malika hướng dẫn thì chắc chắn là ông ta phải bị đọa rồi, giết người, giết thú, chế thành lửa. Cho nên bây giờ quý vị thấy một cái điều tuyệt vời, không phải là tại Việt Nam mà đối với thế giới, người ta tu tại gia nhiều lắm. Thời buổi giờ người ta tu tại gia nhiều lắm, bởi vì đào đường rồi căng dây đóng chốt, nhà ai ở yên nhà đó, bước ra ngoài phạt. Thì bây giờ cấm túc như vậy thì thấy ở nhà bước không cho ra ngoài có phải là tu tại gia không? Bắt nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài, ra ngoài làm quản lây nhiễm bị dịch, rồi làm khổ cho những người khác. Rồi bây giờ đóng cửa nhà. Nhưng mà thời của bây giờ không phải là mấy ông sư mới tu ở chùa, mà quý vị cũng tu tại gia. Tu tại gia để làm gì? Quý vị nhìn lại chính mình đúng theo lời Phật dạy, Ehipasiko, hãy nhìn lại chính bản thân của mình. Tại sao bê tha, ham vui, rồi thích chỗ đông người, tào lao xịt bọt, tăng dốc, tăng lẩu, nhậu nhẹt, ăn chơi, để rồi cái gì? Lây nhiễm bệnh hoạn, làm khổ cho những người khác. Thôi bây giờ đóng cửa ở nhà, nhà nước đưa ra cái vấn đề, thôi tu tại gia đi. Và chính cái đó chúng ta mới nhìn lại chính mình và thấy rằng mình có phước hay là có tội. Mình mới thấy rằng tại sao mà phải kiểm điểm chính bản thân, tại sao phải quay lại chính mình. Và trong khi bước ra ngoài đường, bà con quyến thuộc của mình nếu mà không tu tại gia ha, mình đi ra ngoài đường, bà con quyến thuộc của mình xin lỗi cũng không biết là ai, trùm mặt trùm mũi, khi mà đụng nhau cái lầm á, xe tai nạn đụng nhau cái lầm á, thì đâu mở mặt ra, ô bà con tôi đây là một đống. Chúng ta đi ra ngoài không nhận diện ai là ai, biệt mặt biệt mũi hết rồi. Nhưng mà khi ở nhà mở cái khẩu trang ra, chúng ta nhìn lại với chính mình nè, mình thấy mình có lỗi hay không. Mình biết mình pháp trắng bao nhiêu, pháp đen bao nhiêu, biết thiện biết ác, mình đếm lên, mình cân lường đo đóng, đo đếm, để rồi mình thấy mình là ai không. Chính bản thân của chúng ta nó từng xuất hiện, người giống như ngạ quỷ, người giống như địa ngục, người giống như súc sanh, giống như Atula. Mà chính mình có phải thật là mình hay không, là người hay không? Tại sao gọi là người như súc sanh? Bởi vì vai u thịt bóc, lo lao động, mà cái phần trí tuệ của mình nó giảm thiểu, chỉ biết quần quật, giống như con trâu, con bò cũng đã kiếp này. Mình làm những cái việc nặng nhọc để sinh kế, thì cái chút sống của mình, cái con người này được thể hiện qua cái hình thức của súc sanh. Còn Atula là thế nào? Mình cũng là con người, nhưng mà lại khoái cái vấn đề đi đá gà, đi trò trâu, khoái cái nghề võ sĩ, nghĩa là lên võ đài để làm cái gì? Để mà thể hiện cái tâm sân, muốn hơn thua, muốn thắng người khác. Cái lòng sân hận hồi nào cũng nổi đầy, cho nên cái tâm đó thể hiện qua con người, và là con người giống như thế của Atula. Rồi địa ngục là sao? Địa ngục tức là cái nơi mà tra tấn hành hạ, nghĩa là
mình á, cái bàn tay nó nhắm vú quen rồi, thấy cái gì mà vừa mắt á là coi như là cái bàn tay này nóng yên, đụng đâu là coi như chột đó. À, bàn tay này là bàn tay năm ngón kêu xa hả, nhưng mà thật sự ra ăn mặc đẹp đẽ để đánh lừa người ta, rồi cái bàn tay này để chôn chĩa. Và khi chôn chĩa như vậy thì sao? À, đâu qua hồi nào cũng trót rồi. À, rồi bị bắt để rồi vô trong cám, trong nhà tù bị đánh đập hành hạ, thì hành hạ đánh đập tra tấn như vậy thì cái cảnh đó là cảnh của địa ngục. Địa ngục là cái nơi mà hành hạ chúng sanh. Thì bây giờ mình là con người, nhưng mà mình sống với cảnh giới đó. Rồi còn cái cảnh giới của ngạ quỷ, người tại sao gọi là người như ngạ quỷ? Bởi vì cái ô kiệt bổn sẽ rắn là kẹo, không có bố thí, không có giúp đỡ người khác. Cho nên cái kiếp này phải là nghèo khổ. Mà nghèo khổ thì làm gì? Đi ăn xin. Rồi ăn xin bây giờ cũng có nhiều cái mô đen lắm. Muốn mà ăn xin có tiền thì làm ra cái người của mình lành lặn ha, rồi cũng khỏe mạnh ha, nhưng rồi lại cột tay hoặc là cột cái chân lại, rồi lấy máu gà, máu heo, máu vịt gì đó thoa lên, giống như có người mà coi như là nó bệnh hoạn ốm đau, mà để làm gì vậy? Bò trường lết để kêu gọi tình thương. Và người ta thấy những cái cảnh khổ quá như vậy, đói quá phải đi ăn xin như vậy, thì coi như động lòng trắc ẩn với tâm bi, rồi có bao nhiêu tiền móc ra cho. Nhưng mà cho như vậy rồi họ được những đồng tiền đó trong cái cảnh giới mà ngạ quỷ đói lê lết được. Nhưng mà đó là những cái màn kịch. Để rồi khi mà về nhà buổi chiều ăn rửa sạch sẽ, rồi quần áo bánh bao, đi vũ trường, ra mấy quán nhậu. Quý vị thấy mình kiểm điểm lại, mình là con người thì mình phải biết thiện biết ác, mình phải đo lường. Khi mà tu tại gia, quý vị ở nhà, quý vị suy nghĩ mình có phải là những chúng sanh như địa ngục, chúng sanh như ngạ quỷ, chúng sanh như súc sanh, chúng sanh như Atula hay không? Mình đã từng thể hiện như vậy. Và bây giờ trở lại với con người, thì muốn tìm cái điều lợi ích trong cuộc sống này, tức là mình phải biết được cái lợi ích hiện tại, biết được cái lợi ích tương lai, và biết được cái lợi ích cao quý nhất, đó là thánh trạng. Lợi ích hiện tại là mình mới sống với cái hơi thở này cả một thế giới. Nhưng mà bây giờ có nhiều người thiếu thở, họ còn sống đó, và họ có cột một cái bịch ni lông ở trước cái mũi của họ để họ thở. Quý vị thấy đau khổ, cả một không gian bao la nhưng mà thiếu không khí. Vậy thì chúng ta còn hít thở được, chúng ta còn hít thở được. Vậy thì cái hơi thở của chúng ta có quân bình hay không? Đây là điều quan trọng. Chúng ta mà quân bình được hơi thở thì tuổi thọ của chúng ta mới sống lâu. Tại sao chúng ta hơi thở dồn dập? Và khi hơi thở dồn dập như vậy là thấy rằng lòng thể bất an. Mà coi ở dưới giường có đẹp, mình phải nhìn lại, mình phải sống điều hòa, thăng bằng cho cái danh và cái sắc này nó được tồn tại. Và tồn tại để làm gì? Để tạo thiện pháp. Bởi vì sao? Punya niparago kasmin patitha hon thứ ba nghìn năm. Phước là nó nương nhờ của tất cả chúng sanh, hoặc là sung sướng chỉ bằng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Đến khi tuổi đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cảnh nhà.
Chứ vì thấy rằng tu tại nhà, đóng cửa ở nhà, bước ra bị phạt, vậy thì sung sướng quá rồi, mình nhìn lại chính mình và cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì sao? Đi cho tâm mát xuống các bình hạ ra năng. Mình ngồi một chỗ mình mới thấy được mình là ai. Và khi biết mình là ai thì mình sống có giá trị. Alo, còn thời gian xin mời quý vị có ý kiến. À, chúng ta sống có giá trị thì cái câu hồi hướng này mới có giá trị. À, rồi bây giờ xin mời quý vị có ý kiến đi. Nói hoài, quý vị nói cho cái ông này nói nhảm, không để cho quý vị nói. Quý vị phải có một phần ý kiến để rồi chúng ta chia sẻ cho nhau. Xin Nhật Quỳnh, với ý kiến của những người vừa rồi, xin Nhật Quỳnh còn có thắc mắc gì nữa không? Đặt câu hỏi mà bây giờ coi như là đi ngủ rồi hả? Hay là ngồi thiền? Alo, qua ý kiến của Quỳnh Đạo Quỳnh, Quỳnh Giang Nhật Hà, Sít Kim, bây giờ Sít Nhật Quỳnh phải hỏi mà có bỏ chạy kiểu nào không được rồi nha. Rồi, mời Sít Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Tự giờ sư nói ai cũng hiểu hết trơn rồi, con đâu có câu hỏi đâu, con trả bài lại chữ hôn. Con tính, con biết là chữ hôn tú, mà sao con nghe sao sư đọc giống chữ hôn tú thì con nói chắc cái này đặc biệt. Chắc lỗ tai con phải cần quấy lại đấy sư. Nó không cần nói gì đâu. Thì giờ chúng ta hay ta thì số nhiều số ít đó, sư nói gì? Con nghĩ rằng vậy nó dễ hơn sư. Vô là ta, nô là chúng ta, vậy đó, vậy đó, dễ ẹt vậy đó. Con trả bài lại nha, kỳ này con đọc là hôn nha, giống hôn nhau với sư không sư? Ngon nha. Vậy con trả bài đi đi, bữa nay không có học Karaniya Metta Sutta nơi sư. Bữa nay học về cầu nguyện thôi ha, hồi hướng thôi sư ha. Thôi giờ con trả bài lại đi, con trả bài lại câu này đi. Ý đằng vô nhà tì nàng hồ tu sĩ kì tà hồ tu nhà ta dồ. Ý đằng vô nhà tì nàng hồ tu sĩ kì tà hồ tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh hết. Chắc gì này hết sai rồi đấy sư. Không thấy Giang Nhật Hạ nói con sai nữa đó sư. Đừng có nói sai nữa, phải nói là giữ vững lập trường, không chịu thay đổi gì trơn. Nói vậy đúng hơn, vẫn giữ vững lập trường, không chịu thay đổi gì hết. Ủa, đọc hai chữ hô hả? Đâu có đâu. Ý đằng vô nhà tì năng hồ tú sĩ kì tà hồn tú nhà tay dồ. Cái kia là hô, còn này là hôn mà, cậu sao là hôn. Ý đằng vô nhà tì năng hồ tú sĩ kì tà hồn tú nhà tay dồ. Đâu có hô, đâu cái kia là hô, răng hỉnh đó, còn này hôn, hôn nhau vậy đó. Rõ ràng như vậy mà. Trời ơi, ai sai tiếp nữa. Rồi, đọc hai câu liên tiếp luôn, câu sau câu trước câu sau cũng là hôn hết sư chung. Chứ con nghĩ rằng câu sau là hôn, hô câu trước là y đằng vô nhà tì năng hồ tú sĩ kì tà hồn tú nhà tái dồ. Hai câu trước chữ trước chứ sau đều là hô hết chân hết sư. Y đằng vô nhà tì năng hồ tú sĩ kì tà hồ tú nhà tái dồ. Vậy đó, vậy là đúng rồi sư hả? Dạ, con sửa đi đây. Giang Nhất Hạ nói bây giờ mới đúng rồi đó. Vẫn giữ vững lập trường, không dám giữ vững lập trường đâu. Ê, tại ngu thôi. Dạ, cảm ơn quý vị nha, thôi trả máy lại. Còn nửa tiếng nữa, còn 15 phút nữa sư. Vậy tiếp tục hết cái câu này thôi hả sư? Không học kinh từ bi nữa sư hả? Thôi con trả máy lại đi. Alo, 123, 123. Dạ, ở đây. À, Sĩ Kim ha. Với cái câu này, đã phân biệt rõ ràng.
là cái động từ số ít và số nhiều. Động từ số ít đó là hô tú, à, tức là cái vế trước đó, chữ vô là hô tú, à, rồi ở phía sau á là hôn tú, à, giống như chữ kiết ha, à, tức là mình phải có một cái vấn đề thân mật, tôn kính, rồi mình mới hướng tâm đến những cái bậc hữu ân, ân nhân, thầy tổ. Đó là cái đoạn sau á, đoạn sau á. Còn cái trước là cá nhân của mình. Ý đăng vô nhà ti năng hô tú, à, cái này là cái phần, nó phần của mình. Còn ở sau á, sukita hôn tú nhà ta vô, ở sau là hôn tú, ở trước là hô tú, mà phía sau là ám chỉ tha nhân, ám chỉ những bậc là hữu ân, cũng giống như Đức Phật chế độ những người hữu duyên nên chế độ là câu sau. Còn ở trước là cá nhân của Ngài và thân bằng quyến thuộc, à, rồi giờ thì cái câu này cũng là một câu quan trọng để cái phước được thành tựu, à, thì chúng ta phải hồi hướng. Mà hồi hướng như vậy thì chúng ta sẽ có thân bằng quyến thuộc đông, và nhất là trong cái cảnh giới mà vô hình, à, có người đối tưởng tới, có người thương tưởng đến, à, thì chúng ta thấy rằng họ sẽ hỗ trợ chúng ta. Ở miền Tây quý vị thấy rằng, à, nhà nào phía trước nhà có một cái bàn thiên, à, tức là một, họ trước khi buổi tối chiều chẳng vạn là họ ra cái bàn thiên đó ở giữa trời á, họ đốt một cây nhang và bông hoa trái cây đồ gì coi như rất là trang nghiêm. Cái bàn thiên nó để làm gì, quý vị có hiểu cái ý nghĩa mà họ làm bàn thiên không? Ở trong thờ ông bà cha mẹ, thờ Phật thờ này kia ở trong nhà rồi tùm lum rồi, à, thờ ở trong rồi thấy trang nghiêm rồi, tại sao còn có bàn thiên ở ngoài? Ờ, à, quý vị có ý kiến đi. Ai sống ở miền Tây, ở miền Trung cũng có luôn, ở miền Bắc cũng thấy luôn. Rồi bây giờ quý vị hiểu tại sao người ta lập cái bàn thiên ở ngoài, ừ. Mà bàn thiên ở ngoài là không có hình ảnh ai hết nha, không có hình ảnh nha. Còn cái đèn, cái miếu này thì coi như cái trang á, thì họ coi như có hình này hình kia. Còn ở đây cái bàn ở ngoài, ở dưới sân á, dưới nhà thì người ta làm một chỗ buổi tối cũng đốt nhang, cũng bông hoa trái cây nước non rồi sạch sẽ lắm, tôn kính lắm. Thì xích chiếc lá mùa xuân nói là cúng chư thiền, mà có thấy mấy ổng không mà cúng, hả? Thôi bây giờ hỏi xích chiếc lá mùa xuân cúng chư thiền là cúng sao? Alo, mời xích chiếc lá mùa xuân. Đây coi xích chiếc lá mùa xuân này cúng chư thiền này ông hay bà đấy không biết nữa. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy nhà bà ngoại con có bàn thờ ông Thiên, với nhà mẹ con có bàn thờ ông Thiên ở ngoài á sư. Thì con chỉ nghe nói là để cúng chư Thiên thôi, chứ con cũng không biết. Dạ, con xin trả mít lại cho sư. Alo, xin chiếc la mùa xuân nói rằng ông ở bằng hỏi là gì đó, có làm cho bằng thờ cúng ông Thiên ha, chứ rồi mấy bà ông cúng hay sao vậy? Ai làm sao con làm vậy, ai làm vậy cũng làm theo ông rồi. Mời xin Nhật Quỳnh lên làm vậy đi. Rồi, thắc mắc thì cứ lên mà trả lời, cái giờ này tùy duyên mà. Rồi, hồi nãy những cái câu hỏi xin Nhật Quỳnh trả lời rồi, đồng ý hay không? Rồi bây giờ nghe xích chiếc lá mùa xuân nó ai làm bậy cũng làm theo hả? Rồi đưa tay lên làm bậy đi. Mời xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta Viện Vũ
kịch thân ma chứ. Quan thanh cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ thật sự là vậy bạch ngài. Con thì học có 2.5 ly à. Giờ thì con thấy như vậy thì con thắc mắc. Giờ con nghe huynh đạo huynh, rồi huynh Giang Nhật Hà, rồi ngài, rồi Xích Tâm Phương thì giảng giải thì con cũng nghe vậy, con ghi nhận vậy. Nhưng mà theo con á là ở đâu thì theo đó vậy thôi. Dạ, giờ ở lúc này ngài dạy vậy thì con biết vậy. Đi tới chỗ khác, người khác dạy người khác, con phải theo chỗ khác. Tại vì con có 2.5 ly à, con đâu có được 3 ly đâu mà con dám cãi. Dạ, đó là thứ nhất. Cái thứ hai, ai làm sao con làm vậy là ai làm sao, ai làm vậy con làm theo. Bây giờ từ trước thì giống như chiếc lá mùa xuân nói vậy đó. Dạ, hồi trước con còn ở trong gia đình cha mẹ thì con thấy má con nhà cũng có thờ bằng thiên, thì chiều biểu con ra thắp nhang thì con thắp nhang. Thành ra ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Cũng như cái thời gian trước con đi chùa, biểu ăn chay trường thì cũng ăn chay trường. Cứ tới tháng 7, tại vì tới tháng 7 sắp tới nè, con tiện nói luôn, chưa tới tháng 7 thì con ăn chay. Mới đầu ăn nửa tháng, nửa tháng 7 với ý nguyện là để ăn chay để báo hiếu cha mẹ nha. Sau đó thì ăn chay 1 tháng 7. Sau đó thì coi như là con và ông bạn con ăn luôn, ăn chay trường, tưởng mình ăn chay trường ngon lắm nên ăn chay trường nên ăn chay chéo. Đó thì coi như là ông xã con mất rồi. Hồi đi qua chùa Bố Đức thì quý sư hỏi con câu con nhớ hoài tới bây giờ. Cô nhìn trong 5 điều của Đức Phật dạy, có cái điều nào biểu mình ăn chay trường không? Cứ đọc đi, đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui đi. Hay có điều nào mà ăn chay trường thì cô ăn. Vậy thôi. Cô cứ vậy mà cô làm. Thì con đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Không có cái điều nào gọi là ăn chay trường hết. Rồi xong. Thành ra con nói cái câu là ai làm sao tôi làm vậy mà ai làm bậy tôi làm theo. Nhưng mà hồi trước bạch ngài, bây giờ thì không có nữa. Dạ con kính nhân bích đến ngài, con trốn không được với ngài nên con dạ cảm ơn đạo tràng đã có ý kiến cùng câu hỏi của Nhật Quỳnh. Dạ con kính tri ân ngài và cảm ơn đạo tràng. Con kính nhân bích đến ngài. Sà thú, sà thú, xin Nhật Quỳnh. Cái vấn đề mà tại sao chiếc kim nói hôm nay không học kinh Từ Bi đoạn 3, lý do đang chờ chiếc ca cô tu nữ Tự Duyên. Bởi vì cô tu nữ Tự Duyên nói rằng cái đoạn 1, đoạn 2 chúng ta học có những cái từ sai mà do ngài Tự Siêu coi như hướng dẫn, và cô tu nữ Tự Duyên đã đưa cái bài học đó cho chúng tôi thấy. Thì muốn gặp cô tu nữ Tự Duyên để thảo luận về những cái từ đó, cái nào đúng, cái nào sai. Bởi vì chúng ta học những cái lời dạy của Đức Phật thì phải biết tiếp thu, mà đây là ý kiến của ngài Tự Siêu, ngài Giác Giới mà đã có văn bản như vậy, thì chúng ta phải nhìn lại chúng ta học đúng hay học sai. Cho nên phải chờ, phải chờ. Cho nên khi nào mà có mặt cô tu nữ Tự Duyên thì chúng ta sẽ đem cái vấn đề đó ra để rồi chúng ta thấy cái đúng và cái sai trên cái vấn đề từ ngữ của Pali ha. Cho nên hôm nay với câu này chúng ta kéo dài thời gian để chờ mà không thấy cô tu nữ Tự Duyên đến. Vậy thì cái câu hỏi của chúng tôi nói về vấn đề cái bằng thiên thờ với ngoại á, nó cũng có liên quan đến cái câu hồi hướng này, chứ không phải chúng tôi nói những cái lời vô bổ.
Tại sao chúng ta phải thờ những cái vị chư thiên đó mà không thờ có được không? Quý vị thấy rằng cái vấn đề mà coi như có những cái nhà thờ, có những nhà không thờ, rồi có những cái nhà ở phía trước cái cửa người ta họ có một cái cạc nước để một cái gáo, rồi có cái nắp đậy, họ bố thí nước. Tức là ai đi đường mà khát nước thì cứ mở cạc lên, mở nắp lên, lấy cái gấu dừa đó múc uống, rồi úp xuống lại, thấy nước họ sẽ đổ. Rồi đi đường mệt mỏi rồi đi ngang đó cứ uống tự do. Đó là một hình thức mà họ bố thí nước để cho những người lữ hành, những người đi bộ, những người đi đường mệt mỏi khát họ sẽ uống. Tức của đó gọi là giống như của chùa vậy. Đó là vấn đề. Những cái bàn thiên mà thờ bên ngoài mỗi buổi chiều đốt nhang, chứ không phải là đốt nhang buổi trưa hả? Không phải đốt nhang buổi sáng nữa. Chỉ có đốt nhang buổi chiều thôi. Mà buổi chiều á thì tượng trưng cho cái gì? Buổi chiều trạng vạn á, tức là thứ nhất trạng vạn, thứ nhì trạng đông, là cái giờ của cõi âm, giờ của những người khuất mày khuất mặt. Trong cái thời gian đó là người sống á, đi ngủ, mà người chết á, xuất hiện, tức là người âm xuất hiện và người dương là đi ngủ. Thì bây giờ cái câu hồi hướng này, ý đăng vô nha ti năng hô tú, khi mà chúng ta thờ cúng ông bà cha mẹ, thờ Phật, thờ Chúa ở trong nhà, thì cái câu này chúng ta hồi hướng này, ý đăng vô nha ti năng hô tú, ở trong gia đình của chúng ta, su khi ta hồn tu nhà tán vô, cái bàn thiên ở ngoài đó là những người khuất mày khuất mặt mà họ không vô trong nhà này được. Họ là ân nhân, họ là những bậc hữu ân, họ là những người có duyên với chúng ta, họ theo hộ trì chúng ta, nhưng mà không bước chân được vô trong nhà, họ lãng vãng ở bên ngoài. Thì chúng ta phải đối tưởng, phải nhang khói, tức là có qua có lại, có qua có lại. Chúng ta khi đốt nhang, tức là chúng ta hướng về những người đó, tức là chúng ta vẫn đọc mà cái câu ở trong nhà, y đăng vô nha ti năng hô tú, tức là đối với những người trong nhà, đối với những người thân thiết, đối với bà con dòng họ mà họ có thể vô nhà được, giống như người sống đấy, họ vô nhà được. Còn những người mà chiếc bờ chiếc bụi, hoặc là những người thân nhân quyến thuộc của chúng ta, họ không bước chân vô nhà được, thì cái bàn thiên này thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên cái câu này, bên trong bên ngoài chúng ta đều thực hành tốt đẹp, chúng ta đều thực hành tốt đẹp. Mình chào sĩ công địa ông thần tài ông táo vừa đến với pháp hội, mà đến với pháp hội thì cũng hết giờ rồi, khổ thiệt. Tới sớm sớm một chút đi, hôm nay thảo luận mà thiếu sĩ công địa ông thần tài ông táo thấy cũng buồn ha. Rồi như vậy thì Sĩ Chiếc La Mùa Xuân thấy rằng cái vấn đề thờ cái bàn thiên có ý nghĩa, chứ không phải không. Bởi vì chúng ta tưởng nhớ đến những người đã khuất nhưng mà không thể bước chân vô nhà được, thì cái hương khói bông hoa đó chúng ta có trong lòng, nhớ về họ, hồi hướng về họ. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy âm dương đồng nhất lý, chúng ta tưởng nhớ người ta thì người ta cũng thương tưởng đến mình, có qua có lại mới trọi lòng nhau chứ. Còn bây giờ mình sống ích kỷ cá nhân của mình, rồi làm phước cũng không kêu, không rủ, không mời mọc ai hết, thì sau này mình sẽ làm những cái vị chư thiên cô đơn, những cái vị chư thiên cô đơn. Trường hợp trong cuộc sống của chúng ta có những người rất là giàu có nhưng mà ích kỷ sống mình, rồi sao? Đó là cũng do cái nhân cái quả.
Rồi, thôi thời gian sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ ha. À, nhắc lại câu hồi hướng này, quý vị hoan hỷ cố gắng học thuộc lòng, bởi vì đây là một cái câu rất là quan trọng để cái cuộc sống của chúng ta được sự an vui và có cái vấn đề nương nhau mà sống có qua có lại ha. Rồi xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin quay lục vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sa chô quan chê nã số kỳ vô hô trụ sập bà đà. Nhưng mà phải đọc cái câu này để chư thiên hộ trì ha, các vị phi nhân cũng hộ trì, mọi người sống cũng hộ trì luôn. Y đằng phù nhà tì năng hồ tu su ký ta hồn tu nhà tái vô. Nguyện công nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Mùa đọc sai ra đó. Alo, mời sư công nhật ra.